Welcome back, GVR. Mainstream, what's up? Miss Sai, what's up? Don't care, what's up? Clothing freakers, what's up? Saigon, what's up, man? Underground, what's up? It's time, man. Tao làm mà coi tao làm nó ra sao. Đừng để ý những gì tao nói mà coi tao nói như thế nào. Tao không chọn rap, yeah. Rap chọn tao, yeah. Tao đã beat up, haters down. Ở tao đang rap, bọn mày đang nghe, yeah. Nhưng những gì mày chuẩn bị nói tao không care, yeah. Tụi mày muốn lên tiếng, on beat, yeah. Nói hay và hợp lý cho tao feel, yeah. Thằng bạn tao nói, mày rap hay đấy, mà rap như mày vậy lấy gì sống đây. Chưa biết nhưng tao vẫn làm, có người không thích nhưng tao vẫn rap. Rap cho tới khi tao hết buồn nên fame là thứ cuối cùng tao muốn. I'm Mr. T biến Kendrick Duyệt Andre hết giờ na hustler Saigon. What we this K, what up G? Big love for the rappers, put the rest for them haters. One love for the haters, one love for the only reason you hate, I know man, cause you know that I'm better, that's right, so keep doing your thing. Tao không ghét những thằng make it to the top, nah, cause some boys go hard, that's a payoff. Việc rap này cần mainstream, rap it up. Nếu mày ngã còn có underground để back it up. Tao đã xác định khi vào cuộc chơi, rap là đam mê, không nuôi tao suốt đời. Tới giờ tao vẫn chưa nuốt lời. Tao tìm rap khi tao bí thế và nhạc của tao vẫn đưa thuộc lời, ha. Underground này đưa rap về đâu, mainstream này đưa rap về đâu. Mọi thứ đều hai mặt, vài thằng vẫn trai mặt để cho vi phong sai vặt. Vài thằng vẫn work hard, vài thằng sống rất chó, vài thằng vẫn đam mê, vài thằng không ai nể. Và tao đứng giữa, nhìn tụi mày bơi, lâu lâu buồn miệng tao rap vậy thôi. Haters, chúc mày thành công, dù tao biết mày có cố gắng cũng thành không. Stay real, that shit on my chest, fuck all the fake motherfuckers, no regret. Yeah. One love for the haters, one love for the haters, only reason you hate, I know man, cause you know that I'm better, that's right, so keep doing your thing, do your thing man. Tao không ghét những thằng make it to the top, nah, cause some boys go hard, that's a payoff, right. Việc rap này cần mainstream, rap it up. Nếu mày ngã còn có underground thì back it up.